Chào anh chị, em ở đá quý cao cấp tay game. Hôm nay em giới thiệu cho chị một số viên đá màu xanh lá. Đặc biệt video này em gửi cho anh Phương ở Ninh Bình nhé. Trên tay em đây một viên sapphire xanh này. Anh chị thấy này, có 3 màu. Có một xanh lá này, một xanh dương, một ánh vàng nhé. Anh chút vàng. Màu này thì bọn em gọi là màu phúc lộc thọ này. Viên đá rất là sáng này, rất tốt này. Những viên đá này phù hợp với người mệnh hỏa hoặc là mệnh mộc nhé. Viên này thì bên em ra giá là 27 triệu 200. Tiếp theo trên tay em một viên là sapphire xanh thuần nhé. Nó chỉ có một màu đơn sắc là màu xanh thôi, xanh lá này. Thì nếu anh Phương thích cái giải máu này có thể cân nhắc nhé. Đá đồng màu luôn này. Ánh sáng chỉ màu xanh thôi, vì cũng rất đẹp nhé, form của Việt Nam. Bên này thì mã là 6490 này. Bên em ra giá là 53 triệu 550 nghìn nhé. Tiếp theo trên tay em một viên màu phúc độc thọ anh chị này. Có màu xanh vàng. Rác rất là tốt. Màu tươi, lấp lánh luôn. Lửa rất mạnh nhé. Màu phúc độc thọ luôn. Rất là sáng này, lên nhẫn rất là tuyệt vời luôn. Đây em thử lên nhẫn cho anh chị xem nhé. Đây em lên vỏ nhẫn cho anh chị xem nhé. Nó kết hợp hiệu ứng của vàng, lên viên đá rất là sáng, rất là nhiều. Đó, viên này phúc lộc thọ này, rất là đẹp này. Đây lên vỏ nhẫn này. Đó, tuyệt vời luôn. Rất sáng này. Viên này thì mã là 6491 này, 3,15 carat này. Bên em giao giá 53 triệu 550 nghìn. Một sự lựa chọn là dành cho hợp lý, là dành cho anh Phương nhé. Rất là đẹp đấy, lấp lánh. Tiếp theo trên tay em một viên đá rất tuyệt vời, rất đẹp anh chị này, lửa rất là sáng. Màu xanh ánh vàng, màu phúc lộc thọ. Theo em là rất là đẹp đấy. Đây anh Phương người thấy này, khi lên vỏ nhẫn này nó sẽ tạo ra hiệu ứng vỏ vàng mới hiệu ứng ra tấm kim cương, viên đá sáng rất là nhiều nhé. Đáy sâu này, độ tinh khiết khá cao. Bên này thì bọn em đã kiểm định sẵn đây này, đá sapphire lục tự nhiên. Đấy, đã. Cái này thì bọn em đã kiểm định sẵn rồi này. Đây kiểm định này. Viên này 3,31 carat nhé. Kích thước như này, 92x53, lục xanh trong suốt. Viên này thì bên em giao ra giá là 33 triệu nhé. 33 triệu. Rất đẹp này. Tiếp theo cũng là một viên sapphire rất là đẹp, màu phúc lộc thọ này. Đây một viên rất là đẹp, một viên màu rất là lạ anh chị này. Rất là lạ. Rất là hiếm. Trong video làm giới thiệu cho anh chị nhé. Đặc biệt là cho anh Phương luôn, một viên rất là lạ. Nó có chút xanh dương, xanh lá, ánh vàng, phúc lộc thọ. Nhưng mà màu nó rất là lạ luôn anh chị ạ. Đấy. Đá trong suốt này, kích thước cao này. Đây vỏ nhẫn rất là đẹp. Sang trọng, đẳng cấp. Và là rất là hiếm anh chị nhé. Bên này thì mã là 6487 này. Bên em ra giá là 52 triệu 700.
Tiếp theo một viên đá vô cùng tuyệt vời. Viên này thì nó có phúc lộc thọ màu xanh ánh dấu gió, ánh vàng, xanh dương nhẹ, phúc lộc thọ. Mình thấy viên này là phù hợp với anh Bình Phương nhé. Đây là nhẫn rất đẹp này. Đó, lên form nhẫn này. Đá sáng, độ tinh khiết cao, lửa mạnh. Ok, lựa sử dụng hoàn hảo dành cho anh Phương nhé. Rất đẹp đấy. Viên này thì mã là 6488 này. Ừ, viên này anh ấy bảo để cho anh ấy mà. 3,9 cân thì tiện trong video thôi, hữu duyên thôi. Anh chị đấy. Câu hôm trước anh ấy mắng rồi đấy, anh ấy đã dọn từ lần trước rồi. Thôi em cứ giới thiệu nhé, anh chị là hữu duyên thì báo nhé. Giá 66.300.000. Tiếp theo trên tay em một viên đá rất đặc biệt, một dòng đá vô cùng hiếm, mà hiện tại là hiếm vô cùng. Cái viên đá này trước tay em đã từng quay rồi, đã báo giá tầm 40 triệu, nhưng hiện tại giá đã lên cao tầm 30%. Thì bên này bên em giao ra giá toàn giá là 60 triệu nhé. Hiện tại giá là 60 triệu bởi vì nó rất hiếm anh chị này. Một viên garnet xanh rất là hiếm, màu đều rác tốt, lửa mạnh, nói chung hoàn hảo. Đây lên vỏ nhẫn này vô cùng độc đáo luôn đấy, chị thấy này rất là đẹp luôn. Bên này không thể chê được cả, đáy sâu này. Thì ví dụ như bên này có thể làm nhẫn nam nhẫn nữ, mặt dây lắc tay, rất là đẹp nhé. Rất nhiều sự lựa chọn trên viên đá này cho anh chị nhé. Rất đẹp, giá 60 triệu. Tiếp theo trên tay em có một lọc viên tourmaline màu xanh. Thì em cứ giới thiệu cho anh chị nhé. Anh chị thích cái giải màu viên đá nào báo em nhé. Đây viên này form ô vàng giải. Đấy, màu cũng là màu này thì cái màu là màu màu ken, màu vỏ chai, rất là xanh này, ô vàng dài, màu xanh Heineken. Anh chị xem tham khảo giúp em nhé.